Hành trình thành công nó là một con đường. Thì tôi phải biết đích đến nó là ở đâu, nó là cái gì, làm là để đạt được cái gì cả nhà, làm là để đạt được. Thế cho nên mình phải biết rất rõ là kết quả mình mong muốn đó là cái gì, phải biết cực kỳ rõ ràng. Để chúng ta có thể bắt đầu với con đường thành công của mình. Đây là bài học đã giúp cho rất nhiều những người khác đạt được sự thành công. Trong đó có tôi. Đó là gì? Đầu tiên, chúng ta phải bắt đầu. Và chúng ta phải tham gia. Tham gia vào một công việc nào đó. Bắt đầu làm một cái gì đó. Chứ ngồi yên một chỗ có được không cả nhà? Ngồi yên một chỗ có được không? Tất cả những hoạt động trong lớp học này nó diễn ra, và nếu bạn không làm gì cả, tức là bạn đang không ứng dụng cái bài học. Đó là cái gì cả nhà? Không tham gia. Hành trình thành công mà chân mình không bước thì bao giờ đi hết hành trình? Bao giờ? Thành công bằng nhiệt huyết nhân tư duy tích cực nhân năng nhân với khả năng hành động. Thế nhiệt huyết là gì? Là năng lượng của chúng ta. Khởi động là để tạo ra cái gì? Năng lượng. High five để làm gì? Để có năng lượng. Trả lời thật to để làm gì? Có năng lượng. Ngồi thẳng lưng lên để làm gì? Đúng rồi, dựa lưng là tí buồn ngủ đấy. Có mấy chị có cần có chăn không? Mấy chị phía dưới thấy chuẩn bị là gáy rồi. Chuẩn bị gáy rồi. Nghe chừng là đi học là cũng hay đấy. Hôm nay học được cái gì mà mẹ ngủ cả chiều luôn. Lớp học cũng hay đấy. Lúc mà thầy hỏi học được không? Được thầy ạ. Được ở đây là ngủ được. Để chúng ta đạt được thành công của mình, việc đầu tiên đó là phải bắt đầu. Việc đầu tiên là phải tham gia. Hãy nhớ là mọi người đều đang làm, và nếu bạn không làm thì bạn sẽ mất cơ hội. Ở châu chậm thì uống nước đục. Nhớ câu đó. Cơ hội không dành cho ai cả, cho nên tất cả mọi người họ đang cải tiến nhảy, không phải là bị ngu ngốc, là lạc những cái thứ gì nó ô uế hay gì hết cả. Không phải. Họ đang thay đổi bản thân của họ. Có thể có những người khởi động nhưng đang rất là ngại, nhưng vẫn phải cố để làm gì cả nhà? Để năng lượng của mình nó thay đổi. Về nhà chưa chắc đã nhảy nữa đâu, thậm chí là không nhảy luôn. Đúng không? Nhưng mà cái gì ạ? Mình đã thay đổi năng lượng ở đây rồi thì mình có thể mang được năng lượng đấy về nhà và mình sống với cái năng lượng đó. Nó có tốt không? Có tốt không cả nhà? Đó, thế cho nên được rằng là tất cả những hoạt động ở đây nhằm mục tiêu là con người của bạn trở lên tốt hơn. Việc số 1 là phải tham gia. Việc số 2 là gì ạ? Tôi đi con đường đó. Hành trình thành công nó là một con đường. Thì tôi phải biết đích đến nó là ở đâu, nó là cái gì, làm là để đạt được cái gì cả nhà? Làm là để đạt được. Làm là để đạt được. Thế cho nên mình phải biết rất rõ là kết quả mình mong muốn đó là cái gì. Phải biết cực kỳ rõ ràng cái thứ mình mong muốn đó là cái gì. Và vì sao mình phải biết? Vì sao mình phải biết cả nhà? Để mình không bị đi lạc đường. Nghĩa đây con đường 1 nhé. Mình hoàn toàn có thể đi được gần đến đích rồi, nhưng mình lại vòng một cái. Có những người như vậy không? Ở đang nghĩ thẳng về kia thì thành công, nhưng mình lại đi lộn ngược ra đằng sau. Có không cả nhà? Rồi có những người thì cả đời cứ vòng vèo. Hôm nay việc này, mai việc kia. Hôm nay kinh doanh cái này, mai kinh doanh cái kia. Cứ vòng vèo cả đời mà không bao giờ đi đúng được con đường thành công của họ. Có những người như vậy không cả nhà? Rất nhiều. Thế cho nên được rằng bạn phải biết chính xác cái đích đến của bạn. Ở Lạng Sơn đi Hà Nội thì phải biết Hà Nội là điểm đến. Thái Nguyên đi Hà Nội thì phải biết Hà Nội là điểm đến. Sài Gòn ra Hà Nội thì phải biết Hà Nội là điểm đến thì mới đến được. Chứ hỏi đi đâu em ơi? Và đi đâu cũng được ạ. Đi đâu cũng được là đi đâu? Là đi đâu? Là bắt đầu lại lơ tơ mơ rồi đúng không? Lại ngu ngơ rồi. Đời đẩy đi đâu thì mình đi đấy. Giống như lập nghiệp này, lao động đi làm kiếm tiền này. Ai cũng muốn kiếm tiền, nhưng hỏi làm gì để kiếm tiền thì không biết.
Xong sau đó được định hướng từ những người khác, bạn bè, người thân, gia đình, bố mẹ, đồng nghiệp, là đi làm cái này đi, đi làm cái kia đi, tốt lắm. Điều đấy nó có đang diễn ra không cả nhà? Có đang diễn ra không? Và tất cả những cái thứ mà mọi người ấy định hướng cho người khác, nó đều là sự va đập của cuộc đời. Đời nó cứ đẩy, hôm nay đẩy cái này, mai đẩy cái khác. Nhưng đến cuối cùng là điểm kết thúc là gì mình không biết. Thế cho nên tôi cũng nghe theo bạn đấy, tôi cũng nghe theo định hướng đấy của gia đình đấy, nhưng mà tôi đâu có thành công đâu. Tôi không sống được theo cuộc sống mà tôi mong muốn. Điều đấy có đang diễn ra với chúng ta không? Dòng đời xô đẩy, đẩy đi đẩy lại đến cuối cùng là gì ạ? Bạc hết đầu mà vẫn chưa thấy đâu. Thế bạn hãy nhớ được là thành công nó có một con đường thôi. Và phải biết rất rõ luôn là con đường thành công đó nó như nào. Ví dụ bản thân của tôi, từ ngày tôi bắt đầu đi học kinh doanh thì tôi biết được con đường thành công của mình. Tôi hình dung rất rõ ràng con đường thành công của tôi là gì. Tôi muốn làm giàu, muốn trở lên giàu có, và sau đó sẽ giúp người khác giàu có. Đấy là đích đến của tôi. Trong hành trình đấy có rất nhiều lời mời làm cái này, làm cái kia đi, làm cái kia đi. Ngon lắm, hay lắm. Tất cả tôi đều từ chối. Mặc dù tôi cũng chẳng có tiền, tôi cũng chẳng có thu nhập. Và vì sao lại từ chối? Bởi vì nó không giúp cho tôi đạt được ước mơ của mình, đó là giàu có và giúp được người khác làm giàu. Chỉ có duy nhất một con đường, đó là gì ạ? Làm công việc đào tạo. Cho nên là sau đó tôi lựa chọn là gì ạ? Sau khi đi học kinh doanh, sau khi đi học các chuyên môn về kinh doanh, tôi bắt đầu đi theo một công ty đào tạo, xin làm trợ giảng, làm trợ lý cho người ta. Thầy ở trên, ở phía dưới, tất cả mọi việc là tôi lo hết. Để làm gì? Để mình học, học cách mở một công ty đào tạo. Rồi thầy ở trên dạy, dạy xong lại bảo thầy chỉ cho em cách để trở thành một người đào tạo. Thầy dạy bán hàng, tôi dạy marketing. Marketing là chuyên môn của mình mà. Thế cho nên là gì? Mình chỉ đi theo con đường của mình thôi. Cho nên các lời mời hấp dẫn lắm, tất cả đều từ chối. Bạn có biết chính xác con đường của bạn chưa? Có biết không? Chưa. Vì chưa biết cho nên là ngày hôm nay có ai đó nói với bạn là kinh doanh cái mỹ phẩm này đi, kinh doanh cái quần áo kia đi, mở nhà hàng đi, mở spa đi. Bây giờ kinh doanh cái gì nhỉ? Có ai hỏi như vậy không? Và tôi hỏi với bạn được rằng là kinh doanh cái gì bây giờ chả được. Đều có những người thành công và đều có những người thất bại. Đó không phải là điều bạn quan tâm là lên kinh doanh cái gì, mà bạn phải lên quan tâm là kinh doanh như thế nào để tôi đạt được mục tiêu của mình. Còn cái gì chả được, miễn là giúp cho chúng ta kiếm được số tiền mà chúng ta mong muốn. Đồng ý không cả nhà? Đấy. Thế cho nên mình phải biết rất rõ luôn con đường thành công của bạn là con đường gì thì bạn mới đi đúng chứ. Nếu không thì sẽ đi sai, vì không biết con đường của chúng ta nó như thế nào. Cho nên hôm nay tôi sẽ làm việc này, nhưng ngày mai sẽ có một người, người ta có một lời mời hấp dẫn lắm, là làm công việc của họ đi ngon lắm, đúng không? Ngon từ thịt, cọt từ xương. Thế là mình lại thấy là công việc của mình đang chán quá, làm kém quá, mãi chẳng ra tiền, thì mình bắt đầu là đổi. Điều đấy nó đang diễn ra hàng ngày với chúng ta không cả nhà? Và bạn biết được rằng thì những lời mời nó sẽ đến với chúng ta liên tục. Và nếu bạn không biết rõ ràng con đường bạn sẽ đi thì bạn không từ chối được. Bởi vì mình đâu có biết để từ chối đâu. Mình gọi là mọi cơ hội tới thì tôi phải tận dụng. Chết đuối vớ phải cọc tre, cho nên cứ nghe ngon, nghe ngọt là bắt đầu bớ, bám vào nó luôn. Đúng không? Và bám vào rồi cơ hội ở trên mạng thì nó là trên mạng thôi. Thực tế mới là quan trọng. Vậy con đường thành công của bạn rõ ràng là gì? Thì bạn phải biết cái này này. Cái này là gì để đi được con đường đúng? Mục tiêu của bạn là gì? Ước mơ của bạn là gì? Nếu bạn biết nó, bạn sẽ đi được con đường đúng. Ai có mục tiêu cho cuộc đời mình giơ tay. Mục tiêu của bạn là gì? Là gì? Không phải.
Mục tiêu của bạn là gì? Là gì? Mục tiêu nó phải là một cái thứ gì đó rất rõ ràng. Kể cả ước mơ, nó phải là một thứ rất là rõ ràng. Sau này lớn lên tôi phải là, con muốn làm công chúa. Thì công chúa là một hình ảnh rất rõ ràng. Sau này con lớn lên con muốn làm con ma. Không biết con ma là gì, cho nên mình không thể trở thành nó được. Nhưng mà có mục tiêu làm công chúa thì có thể trở thành được không? Được không? Được chứ, xem trong phim mà biết công chúa như nào mà đội vương miện, đúng không ạ? Ăn mặc rất là xinh đẹp. Đấy, mục tiêu rõ ràng. Bây giờ này, từ mục tiêu mà mới suy ra là làm gì? Mới suy ra là làm cái gì? Mọi người toàn lộn là làm gì thôi và không có mục tiêu. Tức là chỉ nói làm thôi, làm để làm. Mục tiêu của tôi là muốn có 10 tỷ. Vậy bây giờ đặt câu hỏi làm cái này có được 10 tỷ không? Câu trả lời không. Không thì có làm không? Ai ở đây muốn kiếm 10 tỷ giơ tay? Ai đấy đang làm công ăn lương giơ tay? Giơ cao. Đấy, bây giờ câu hỏi thực tế diễn ra với cuộc đời các bạn. Muốn có 10 tỷ. Và công việc đấy có giúp bạn đạt được 10 tỷ không? Vậy bây giờ sao? Bây giờ tính như nào này? Cái đoạn này là hơi khó. Có dám bỏ không? Đấy mới là câu chuyện. Có dám bỏ không? Bỏ xong rồi làm gì? Cuộc đời nó bắt đầu gọi là vô hướng. Không biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Và người ta sẽ nghĩ mình như thế nào đấy? Ai đã đang làm kinh doanh giơ tay? Ai đang làm kinh doanh? Ở công việc hiện tại có giúp bạn kiếm được 10 tỷ không? À, chưa hay là cái người mà không ấy, không phải là chưa, đi đúng đường, đúng không? Là kiểu gì cũng sẽ có. Nhưng đi sai đường, có rất nhiều công việc ở thời điểm hiện tại không làm được nữa. Trong nhiều năm qua tôi đã nói rất nhiều ngành nghề không làm được mà rất nhiều người vẫn đâm đầu vào làm. Và kết cục là chết chóc. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.